Sao làm sao? Bây giờ phải có ai trả lời cho bọn con chứ? Số điện thoại gọi có liên lạc được đâu mà điện. Này bên hợp đỏ mà chạy liên hệ tao đổi với khu phố á, chứ đây đâu có chức năng làm cái giấy rồi. Là em hỏi thôi à, em hỏi. Ý là hồ sơ làm rồi mà chưa giải quyết cả. Làm rồi cái gì trả hết, dục hết trả hết bọn con rồi, kêu là tặng chú không có được. Chỉ cho những người có hộ khẩu thôi. Chú chưa nhận mà. Tạm chú chưa nhận, tại sao bên chỗ bọn em này tạm chú có đây này? Để giải thích cho chị hiểu, lúc mà mới ra lệnh á, lại cho nó ra lệnh á, em chỉ là người ngoài em biết sao nó sao thôi. Mới ra lệnh là đầu tiên là được 200-300 người, tạm chú số lượng lộn xộn quá, người ta mới cắt lại. Đó là để được sau giải quyết cho có là hộ khẩu trước. Hết cái phần hộ khẩu kia, phần tạm trú. Nó làm như vậy thôi, gọn người hỏi người này em không biết nữa vậy thôi. Anh hỏi rồi mới quay phim. Em là người dân, anh không biết gì đâu. Em hướng dẫn anh à, cái cột đó là cột nhà của Trọng. Đó, ở tên Trọng là có chịu trách nhiệm phần này. Không có cái người nào mà gọi được cái số điện thoại như đó, không có tác dụng hết. Anh luôn nè. Đây anh lên chạm một phí. Có cái đường hẹp nhỏ quẹo vô hỏi nhà cô Trọng, người ta chỉ cho anh liền. Nhà cô Trọng ở đó. Em chỉ luôn nhà tổng trưởng thành phố phố cho anh á. Anh lên nhập cỏ trực tiếp. Chứ ở đây tụi em làm mà bất giờ tụi em lo cho người dân tư tâm đâu có nhà chỉ tội của ai, tụi em không có trách nhiệm bên đó nữa, không cản tụi em. Cái này hỏi tôi chứ là để em trả lời luôn rồi đó, em muốn dẫn luôn rồi đó, em chỉ nhà luôn, em nói chỉ nhà luôn mà. Mình đi cái gì chỗ à, một mình em này em đi trong cả ba bốn người luôn, em đi cả chục người, bắt đầu nhóm người có người không mà người á, một nhà mà ba người có, còn á nhà không có người nào có. Lần hai nhưng mà cô bảo là lần hai nếu mà trả hồ sơ cho bọn cháu rồi lấy cái gì để xác minh là có bọn cháu. Trả hết rồi, bọn cháu trả hết là trả hết hồ sơ luôn. Sao mà không hợp lệ được cô? Phải nói chứ, bây giờ bọn cháu không hỏi, bây giờ biết hỏi ai? Ai cũng chỉ là ừ, người này chỉ người kia chỉ người này. Xong, về.